À, xin chào tất cả bạn. Thì hôm nay mình là 7:30, mình cũng về sớm thì muốn tâm sự với bạn một chút ở cái clip hôm nay, cái video hôm nay. Thì là mình muốn nói về cái vấn đề đó là đi Đài Loan thì thực sự là không sung sướng gì đâu bạn ạ. Không sung sướng gì cả. Đấy, mình phải nói là cái bản thân của mình. Đấy. Mình đang làm việc và sinh sống ở bên này. Đấy, thì mình kinh nghiệm mình rút ra mình nói cho các bạn, mình chia sẻ với bạn, thì thực ra là chia sẻ với những cái bạn nhỏ nhỏ tuổi thôi, còn những cái bạn nào mà lớn lớn ấy thì mình gọi là mình không 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 dám chia sẻ đâu, bởi vì là nhiều khi là nhiều anh chị lớn rồi ấy, thì là kinh nghiệm nhiều rồi, cũng không cần đến thực sự đến lời của em nói, nên là em chỉ chia sẻ những cái bạn mà tầm tuổi em hoặc là ít tuổi hơn. Thì em cũng để ý trong cái phần analytics ấy, thì là những cái lứa tuổi xem tập trung là từ 18 đến 23 tuổi là xem rất nhiều. Thì còn những cái người lớn hơn thì ít thôi, nhưng mà nói chung là em thấy không, các anh chị không bình luận, chứ mà bình luận thì toàn những cái bạn là chắc là cũng tầm tuổi em hoặc ít hơn thôi. Đấy, thế nên là nhiều khi nói là nó cũng tốt. Đấy, thực sự là như thế. Thì cái không sung sướng ấy thì tất nhiên là đi làm thì không sung sướng cái gì à, rồi đi làm thì phải chịu vất vả rồi, chứ không mà đi làm mà sướng thì nói thật là thì kiếm tiền thì nó dễ quá đấy, nhưng đi làm thì nó còn phải vất vả, chịu nhiều thứ, nói chung là cuộc sống là nó mất mát nhiều thứ đấy. Những cái thứ nó những cái gì mà mình được mình không được, bản thân là mình đang ở bên này thì mình cũng chia sẻ thật đấy, chứ bây giờ thì bởi vì là cái thời gian này thì rất nhiều các bạn là đang háo hức là để đi, muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài, không chỉ ở Đài Loan mà Nhật Bản các nước khác, bởi vì là đã khoảng gần một năm nay rồi, đến tháng 5, tháng 3, tháng 4 năm tới là được gần một năm là đường bay không được bay nữa, không mở cửa. Còn những bạn mà đi Nhật ấy, thì là khéo phải 2 năm nay rồi là không đi được. Đấy thì rất nhiều các bạn nóng chờ, ngóng chờ. Bởi vì là mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, như bạn đi học Nhật là còn đi học. Đấy, đi xong rồi là bỏ bao tiền ra trên thành phố các thứ. Đấy, mà học con chữ để rồi đi nước ngoài thi đỗ đơn các thứ rồi. Đấy, nhưng mà cũng cuối cùng không bay được. Bây giờ về là chữ thầy giả thầy hết. Còn riêng về cái vấn đề mà bên Đài thì là nói thật là không sung sướng gì đâu. Đấy, như bản thân mình này này, từ cái ngày mà cái xưởng ở trên thành phố chuyển về ấy, đấy, làm về gộp về làm một ấy, đấy, thì là nói chung là mình nói thật mình chán lắm, mình chán thực sự rất chán. Đấy, thì cái ngày trước mà đợt mới đến ấy, thì các bạn cũng xem video đầu tiên ấy, bạn thấy là mình không có tăng ca mấy, rất ít. Thì một cái câu trả lời của họ đó chính là để chờ công ty về làm một, xây xưởng về làm một là sẽ ổn định tăng ca nhiều. Thế nhưng đến bây giờ chuyển về một, gộp về làm một 1 tháng nay rồi, toàn 2 tiếng 7:30 về. Đấy. Nhưng như trước chưa về thì còn có tầm 3 tiếng là còn 8:30. Thì bây giờ thì nó cũng gần Tết rồi, nhưng mà mình nghe thấy bảo là đang cắt giảm tiếng đi, là tăng ca ít đi. Đấy, đấy các bạn thấy đấy. Đấy, bây giờ trước thì bảo là gộp về làm một để có tăng ca đấy. Bây giờ thì lại về làm một rồi thì lại cắt tiếng đi, mình nghĩ là tới khéo còn ít tăng ca. Thế nhưng mà nếu mà không có tăng ca ấy, thì là mình sẽ tìm cái phương án khác đấy, để mà có thể là chuyển chủ, chứ nhàn thì cũng không nhàn, nói chung là bây giờ từ ngày trên kia về là cũng đỡ nhàn đi rồi, nó cũng vất vả nhiều rồi, hàng người ta làm nhiều ấy đấy, trong công ty thì toàn đàn bà, hàng thì không ai đóng đấy, toàn con trai đi đóng, vất vả mệt lắm, hàng các thứ làm, nói chung là rất là nhiều việc đấy, bận lắm, nói chung là mệt, này đóng hàng cũng mệt, nay trời ngoài đang mưa to đấy. Thì là đấy mình cảm nó lại xảy ra một cái điều đó là khi các bạn mà sang bên xuất khẩu động bên Đài Loan này, thì đấy là các bạn bị thiệt một cái nữa, đó là không tự do để mà chuyển chủ được đấy, bởi vì là nó cũng có cái mặt lợi mặt hại, mặt lợi cho mình ấy, thì là mình không muốn làm công ty này không tốt, thì mình có thể chuyển chủ, yêu cầu chuyển chủ đến công ty khác đấy. Thế nhưng mà mặt hại cho người ta đó là nếu mà cứ chuyển
cứ được phép chuyển thủ, thế thì không thích làm thì chuyển linh tinh, thì cái này nó cũng rất là rắc rối, lại nó rất là lằng nhằng, vừa tốn chi phí của mình mà lại các cái nó thứ nó nặng rắc rối đến cái bên bộ lao động ấy. Đấy nên là cái đấy họ không cho. Thế nhưng mà nó cũng lại thiệt, bởi vì là bây giờ thì chủ thì đâu phải chủ nào cũng cho chuyển chủ đâu, cũng đồng ý cho ký đâu. Thế nên là bản thân những cái người mà ví dụ như kiểu công việc quá vất vả hoặc là nó áp lực rồi là không có tăng ca đấy, thì người ta không cho thì vẫn phải chịu thôi. Bây giờ thì không làm được thì lại trốn ra ngoài đấy, mà trốn ra ngoài nhiều thì lại nói là lao động Việt Nam sang bên này thì toàn trốn ra ngoài rồi là không làm công việc các thứ không đấy đấy, không có lửa thì làm gì có khói đúng không bạn đấy. Thế thế nên là nhiều cái là sang bên này nó cực kỳ là thiệt, có thể nói là nó rất là thiệt thòi, bởi vì là nhiều khi công việc nó vất vả hoặc là mình không thể làm được hoặc là cái gì thì trong 3 tháng đầu có thể chuyển chủ, nhưng 3 tháng đầu mới sang thì làm gì đã phải là ấy. Nhiều khi là ba nhiều công ty là 3 tháng, 1 2 3 tháng kéo chỉ học việc ấy, chưa phải làm gì đấy, nhưng sau này bắt đầu nó mới nảy sinh nhiều thứ đấy, chứ chưa phải là cứ đến ngay đã nảy sinh ra ngay đấy, nói thật là như thế. Rồi kể cả người Việt, nên là người Việt rồi kể cả người Đài, nói thật như chỗ mình đấy, nói thật bây giờ mình nhìn ai mình ghét, nói thật mình nhìn ai mình ghét, bởi vì là cái kiểu cái cách sống nói thì hơi quá nhưng mà cái cuộc sống khốn nạn đấy, nói thật kể cả người Đài làm gì chỉ biết cho mình thôi, nói chung là chả nghĩ cho ai cả đấy. Nhiều khi mình vất vả lắm nhưng đổi công việc thì đổi thì đấy, chỉ đổi được một lúc chốc nhát thôi đấy. Nói chung là đấy, công ty thì toàn đàn bà đấy. Nhiều bạn hỏi bảo là cái công ty của mình là gì, tìm đến là mình xin nói thật là các bạn không nên đến, nói thật là gì vậy? Kể cả con gái tốt nhất cũng không nên đến. Bây giờ thì bảo là thế, bảo nó không lấy người Việt đấy, nhưng mà tốt nhất là không lấy thì càng tốt, đỡ hại người khác. Mình nói thật là như thế, cái công ty của mình các bạn tốt nhất là đừng có đến. Mình sẽ giấu cái công ty mình không nói, bởi vì là nó ảnh hưởng ấy đấy. Nhưng mà cái công ty của mình tốt nhất là các bạn đừng đến, nói thật luôn các bạn không nên đến. Con trai tốt nhất càng không nên đến đấy, con gái thì không đến, bởi vì là công ty thì nó bất công, nó không 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 công bằng đâu đấy. Bản thân như mình ấy, làm cực kỳ vất vả, làm rất nhanh, công việc rất tốt, mà nhiều khi cái tháng đầu thưởng nhiều, đến cái tháng này thưởng nhiều khi bằng những cái người mà chỉ có ngồi làm nhàn, không phải làm vất vả đấy, mà cũng như nhau đấy. Độc là cái nói chung là không phải bì thị gì một vài cái đồng tiền, nhưng mà đấy nó là cái công bằng đấy. Nhiều người vất vả hơn thì xứng đáng phải được nhiều tiền hơn, các bạn có công nhận không đấy. Mà bây giờ sang bên này bây giờ một đồng hơn nó đổi ra tiền Việt nó cũng rất là nhiều đấy. Thế nên là cái đấy nó cũng không công bằng, nói thật nó không công bằng, công ty không công bằng. Mình cũng chán lắm rồi, bây giờ thì mình cố đến cái thời gian này thì cũng còn 3 tháng nữa là được 1 năm, hơn 3 tháng nữa được một năm tròn mình làm đây, thì nói thật là cố đến cái thời gian này thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà để mà nếu mà cho mình cơ hội thì chắc chắn mình sẽ đổi chủ, chắc chắn mình sẽ đổi chủ. Không phải vì vất vả, vất vả thì xác định là đi làm nước ngoài thì nhà thì khó lắm, khó công ty nhà lắm, vất vả thì thôi cũng được. Thế nhưng mà vất vả nhưng mà tăng ca không có ít, ít tăng ca mà đã vất vả thì còn ít tăng ca thì thực sự là quá chán, không muốn làm một tí nào. Nên là không thích lắm. Những cái thời gian này thì nói chung là không rảnh như trước. Trước thì mình nghỉ ấy, thì mình sẽ quay video, mình quay rất nhiều, mình quay rất nhiều xong mình đăng dần. Nhưng mà cái thời gian này thì làm 7 rưỡi thì tối về thì nói chung là không không làm được video, hoặc ngày nghỉ thì nhiều khi rảnh thì mình có ý tưởng thì mình quay mình làm thôi. Nhưng còn bây giờ thì chắc là các bạn sẽ nhìn thấy cái căn phòng của mình nhiều, bởi vì là nhiều khi mình muốn ra video thì mình tối mình về mình đây mình quay. Bên ngoài đường thì nói chung là tối thì cái điện thoại nó quay kém lắm, nó không không đẹp. Thế nên là mình chắc mình sẽ quay ở đây tại cái góc view này. Đấy, cái bộ quần áo đây là cái chỗ này để quần áo luôn. Đấy. Nói chung là phòng chật chội thì đã như vậy, quần áo mặc mai đi làm luôn, còn quần áo không ấy thì mình sẽ để ở đây. Đây thì là thấy là nhiều cái nó không sung sướng gì đâu. Đấy, vừa về công việc thế xong rồi về ăn ở đi lại các thứ sinh hoạt, nói chung là bên này thì nó tiện hơn Việt Nam mình, là cái tiện lợi thì nó tiện lợi hơn nhiều. Thế nhưng mà nó
cũng mệt cái là bắt đầu ngôn ngữ đấy, tiếng thì nhiều khi mình nói những cái câu mà đơn giản ấy, có thể người ta cũng không hiểu đâu, bởi vì là cách phát âm của mình ấy, cái cách người bản địa của họ nó khác nhau, nên nhiều khi mình nói cho một từ nó sẽ khác. Ví dụ như kiểu cái câu mà y tèn, y tèn, hoặc là cái câu mà ví dụ những cái câu tiếng đại, à, tiếng tiếng Trung, ví dụ như cái câu là tấn hủa y xe, là đợi tôi một chút, thì thường cái người họ, cái tiếng, cái phát âm của họ người ta nó khác. Tấn tấn hủa y xe, nói chung là họ nói nó khác lắm, mình không phát âm được như họ, bởi vì là cái thuần cái tiếng Latin của mình nó đọc là nó kéo dài âm ra, tấn 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 tấn, cái tiếng đọc người ta đúng. Nói chung là nếu mà làm công ty thì người ta sẽ hiểu, bởi vì là người ta biết là người Việt thì không thể nào nói giống được, nhưng mà đi ngoài, ví dụ ra ngoài ấy, nhưng khi mình nói người ta cũng không hiểu, mà hiểu mà ra một nghĩa khác nhau đấy. Thì cái đấy thì cũng không thể nào mà ấy được, mình qua bên này lâu thì chưa chắc mình đã nói được, kể cả chỗ mình nhiều bà dâu đài nói thì vẫn thuần Việt, không 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 thể nói giống người ta được. Mà bên này thì người ta còn nói cả cái tiếng bản địa nữa cơ, tiếng Thái Uyển, thì là cái tiếng đấy thì chủ yếu là người bản địa người ta giao tiếp với nhau. Thì còn những cái lớp trẻ trẻ này nhiều người ta cũng không nói được, bởi vì là người ta không học ấy. Bây giờ người ta thường đi đâu giao tiếp là nói tiếng phổ thông, tiếng chúng ta có thể học ấy. Đấy. Gọi là tiếng quan thoại, tiếng 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 Trung phổ thông ấy. Đấy. Tiếng phổ thông, tiếng cơ bản, đấy, tiếng giao tiếp. Đấy là cái bắt đầu ngôn ngữ. Cái nữa đó là về cái cách sống, cái con người. Đấy, về cái cách sống cái con người. À, xin lỗi các bạn, ở ngoài trời nó mưa to quá nên là bạn thông cảm nhé. Cái cách sống với con người thì nói thật là để như bản thân mình, nói thật là cái tính của mình thì cũng cần phải sửa nhiều, bởi vì tính của mình nó hơi cá nhân một chút đấy. Thế nên là mấy cả cái tôi của mình nó cũng hơi cao đấy. Thế nên là nhiều khi là khó hòa hợp với cả con người, mà đặc biệt cái người Việt mình sang bên này thì thường là những cái người nào mà làm chung ở chung với nhau, nói chung là khó mà tình cảm lắm. Mình nói thật ít lắm, mình thường những cái người nào người ta gọi là bao dung hay là người ta gọi là hiền lành đấy, thì may ra mới sinh sống, mới nói chuyện, mới ở, mới tình cảm với nhau thôi. Còn lại là người Việt ở bên này, người thân cận với nhau, làm cùng nhau, ở cùng nhau khó mà gọi là gọi tình cảm lắm. Nói chung là chỉ nói câu trước nhưng mà lại nghĩ sau lưng câu sau, nói chung là nó không 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 nghĩ tốt đẹp về người khác. Còn những cái người tốt ấy, chỉ những người xa lạ hoặc những người thực sự tốt đấy thì mới tốt với nhau thôi. Còn người Việt bên này nói thật là sống thì nói thật nói thì không phải là gì, chứ nhưng mà người Việt bên này sống nó thật là đẻo lắm, thật sự như thế. Đông nói người Đài nhưng người Việt bên này nhiều ông cũng sống gọi là đẻo lắm. Thế nên là mình mới chỉ nói các bạn là đi sang bên này ấy, cố gắng, mình cố gắng với công việc để kiếm cái đồng tiền. Chứ còn các bạn không nên cái suy nghĩ mãi về cái cách sống làm gì cả. Bởi vì sống với người ta không cho mình được đồng tiền. Mình sống ở công ty, mình sống ở cái ông chủ. Ai trả cho mình tiền thì mình cố gắng làm sao làm cho tốt để mình lấy tiền. Thế thôi. Còn sang bên này thì chỉ một vài năm thì mình về thôi. Nên mình nói thật cũng không tha thiết cái thứ gì bên này cả. Nói thật là như thế, không tha thiết cái gì bên này cả. Còn mình sống ấy thì làm sao cho nó gọi là ổn. Thế thôi. Để kiếm tiền qua ngày, kiếm tiền hàng ngày thôi. Và sau này mình quan hệ mình tốt, mình về Việt Nam. Còn bên này nó thật không tha thiết gì ai cả. Thực sự là như thế. Bên này không cần tha thiết gì ai cả. Đấy. Nên là các bạn cố gắng sống tự lập. Đấy. Mình chỉ chia sẻ những bạn nào tầm tuổi mình chưa đi, hoặc là những cái bạn nào ít hơn. Đấy. Thì các bạn xem video thì các bạn gọi là hiểu một chút đấy, về cái sống ở bên này. Thì thực ra ở đâu thì cũng người nọ người kia thôi, người tốt người xấu, nhưng mà để mà nói về thì bên này thì những người thân cận mình nói thực sự là như thế. Mình các bạn có thể lên bất cả các cái group nào có người Việt bên này, Đài Loan này, đâu những người thân cận với nhau, đến 100 người thì đến 80 người những người thân cận không bao giờ gọi là tình cảm đâu. Chỉ những cái người nào thực sự tốt, còn những cái người mà xa giúp đỡ thôi. Nhau như nhiều cái câu nói nó còn động viên, nó còn ấm lòng. Những người gần thì nói thật động viên, nhưng mà động viên mồm nhưng mà lòng thì nghĩ khác, thực sự là như thế. Bây giờ thì nói thật là tự lực cánh sinh này nhiều đấy. Nói chung là
không ổn tí nào, thực sự như thế. Thôi cứ cố gắng thôi, mình thì mình cũng không tha thiết gì ở bên này. Thế nhưng mà thôi thì bây giờ thì nếu mà công việc ấy không ổn định thì thôi là chấp nhận thôi. Thì coi như là mình đi công ty này là đen rồi. Đấy, là đen. Đi rất cao, các bạn hỏi nhiều hỏi, bạn hỏi mình mà phí đi cao ấy. Thì mình nói thật, nếu mà tổng cả trên Hà Nội khéo về gần 160 triệu, rất cao, cực kỳ cao. Nhưng mà bù lại thì gần một năm rồi, chưa trả hết nợ. Mà mình cũng tiết kiệm đấy chứ không tiêu hoang gì, nhưng mà thực sự là công việc không có, công việc không có. Trước mất bao tháng không ổn định này, bây giờ thì kêu về làm một cũng lại không ổn định. Chứng tỏ số mình cũng đẹp, đi cái công ty này nó thật là cũng là gọi là thất bại, thất bại. Để thất bại. Nếu mà mình chịu khó thì mình đi làm thêm, chủ cuối tuần mình làm thêm thì kiếm được một chút, còn không thì thôi cứ mình cứ cứ bình tĩnh vậy. Nói chung là công ty này thì bây giờ đến cái thời gian này thì mình cũng không tha thiết gì nữa rồi. Nếu bây giờ mình mà tìm được công ty tốt mà có khả năng chuyển chủ được thì chắc chắn là mình sẽ đi, chứ không phải là mình ở đây. Nói thật, kể cả có nhà thì chắc nữa mình không làm, bởi vì là đã xác định ra bên này rồi, đi làm kiếm tiền chứ không phải đi du lịch. Thế nên là vất vả thì vất vả, nhưng mà cứ có khả năng kiếm tiền mình vẫn sẽ đi. Chứ còn nếu mà không được thì thôi mình sẽ cố gắng ở đây. Vì sao thì khi mỗi khi về mà nghĩ đến những cái clip, xem những clip rồi là động lực để mình chia sẻ, để mình làm video chia sẻ với bạn là mình lại thấy vui. Rồi nói chung là đấy thì nó cũng an ủi, nói câu nó an ủi động viên một phần thôi, còn thực ra thì nó có nhiều thứ lắm. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng, không sao cả. Đấy, hy vọng là nó sẽ tốt hơn. Đấy. Thế rồi thời gian này thì mình cũng ít làm video, những cái video cũ mình đã đăng gần hết rồi. Thì có lẽ là bây giờ chắc khoảng 3 ngày thì mình sẽ mới đăng một lần. Hoặc là nhiều khi là theo khi một tuần chỉ có một cái thôi. Thì bạn phải thông cảm, bởi vì là mình cũng đã làm rất là nhiều cái video rồi. Nói chung khá là đầy đủ rồi. Bây giờ thì nói chung là nó cũng rất là ít ý tưởng này. Các bạn nào mà có ý tưởng cứ bình luận này, phía dưới để mình làm. Đấy. Thực ra bây giờ đi chơi thì cũng không đi được mấy. Đấy. Bởi vì bây giờ thì tiền thì cũng chưa trả nợ hết. Đấy. Mình đang muốn tập trung là để trả nợ hết. Đi rồi bắt đầu sau này thì mình sẽ cố gắng đầu tư thêm thời gian để mình làm video khác. Nó hay hơn. Chứ còn thực sự là nó cũng giờ thì nó cũng khá là bận. Không, nói thật là không có thời gian để mà quay, không có ý tưởng gì mà làm đấy. Với cả cái thời gian này thì cái mùa đông ấy, đấy, trời nó tối nhanh, 5 giờ về thì và tối rồi, mình không ra được cái chỗ kia, ra thì có ra vào ngày chủ nhật thôi. Đấy. Nhưng còn mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ không bỏ trốn ra ngoài thôi. Bởi vì là ra ngoài thì kiếm một ngày bằng làm 2-3 ngày trong công ty nó có thật đấy, nhưng mà ra ngoài thì nó vất vả lắm, mình cả nhiều khi ốm đau thì không đi khám được thì cũng mệt lắm. Cho nên là bây giờ mình còn trẻ đấy, mình cũng không ra ngoài. Mình cũng định hướng các bạn là cố gắng mà làm, mình không ra ngoài thôi. Thì thiệt thì thiệt vậy, coi như mình đi cái này là đen đen đủ 3 năm thì cố gắng chịu vậy đấy. Thì nói chung là nên là cái clip này là gọi chia sẻ cho bạn là đi Đài Loan thì không sung sướng đâu. Thì các bạn nào mà ở nhà bây giờ ấy, cố gắng làm sao mà có cơ hội có thể tìm hiểu được kỹ đơn thì tìm hiểu đi. Sang bên này nó còn phần may mắn nữa. Thế nhưng mà nếu mà tìm hiểu được thì các bạn cứ tìm hiểu đơn nào tốt hay gì, tìm những công ty môi giới tốt ấy. Đấy, thì để đi. Chứ như mình đây thì nói thật là mình cũng thất vọng. Nói thật mình thất vọng lắm. Thế nên là chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì gần hết năm rồi thì không bay nữa rồi. Thế nhưng mà sang năm tới thì không biết là có bay được không, nhưng mà tình hình ở Việt Nam mình bây giờ thì nó vẫn hơi phức tạp, thì mình nghĩ là chắc là còn lâu đấy, chắc là còn lâu đấy. Thế nên là các bạn thôi thì không phải sốt ruột đâu, không đi được thì mình tìm cách khác. Nói chung là bên này thì có người sướng có người khổ đấy. Thế nhưng mà nếu mà để xem chi tiết thì kéo người khổ nhiều hơn, mình nói thật là như vậy. Thế nên các bạn cứ cân nhắc. Thì cái thôi các bạn cứ tìm hiểu kỹ đi, tôi cố gắng ở nhà ăn Tết cho nó vui vẻ mạnh khỏe, để giữ an toàn là trên hết, rồi qua Tết rồi tính sau đấy nhá. Không phải vội vàng đâu, đi nước ngoài tốt nhất đừng vội vàng. Như mình này, trước mình cứ mong ngóng đi thì nói chung là đi được nó cũng hơn nhiều bạn, nhưng mà
sang công ty nó không ra gì thì cũng cũng chết mà, cũng chết giả. Thì cũng chúc tất cả các bạn là may mắn đấy, chúc tất cả may mắn, chúc các bạn đi xong mình may mắn hơn mình, chứ như mình thì cũng gọi là thất bại, nói thật là thất bại, thất vọng tràn trề. Tạm biệt tất cả các bạn, video dài rồi thì chúc các bạn thành công và may mắn, chúc các bạn sức khỏe và chúc các bạn ăn Tết vui vẻ.